giả vờ cắt vào tay để trêu chọc bản thân. Bạn ơi, con dao này sắc lắm đó, hãy cẩn thận kẻo đứt tay nhé. Được rồi, bạn đừng lo. Dùng lọ phẩm màu đỏ này, bóp nó lên quả dưa, dao, bóp vào bàn tay. Ôi mẹ ơi, chết tôi rồi, có chuyện gì vậy? Tôi bị dao cắt vào tay. Tôi đã bảo bạn hãy cẩn thận rồi mà. Đợi một chút, tôi sẽ giúp bạn cầm máu và băng bó vết thương. Bạn hãy vứt nó vào. Ôi chảy nhiều máu quá. Để tôi gọi xe cứu thương cho bạn. Chuyện này quá nghiêm trọng, đi nào, chúng ta hãy đến bệnh viện. Ồ, cái này là cái gì? À, là thuốc nhỏ mắt của tôi. Thuốc nhỏ mắt? Sao nó lại có màu đỏ? Giống hệt nhau. Bạn rảnh quá nhỉ. Bạn đã làm lãng phí thời gian của tôi và lãng phí một quả dưa. Bạn hãy ăn đi, tôi coi như bạn đã ăn nó.